Trở lại kênh Săn Bắt Gần Chàm, dì thấy xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Thấy chào anh em đồng nghiệp và con xin chào cô dì chú bác gần xa luôn. Thì hôm nay thấy bác ông cùng với ông anh ở Sài Gòn xuống giao lưu với mình nha nhà. Chào khán giả của kênh Duy Thái nha. Bây giờ thì hai anh em vô tới cũng tới tổ ong nha, thì giờ soạn đồ. Soạn đồ rồi mình lên bắt ổ ong đầu tiên nha nha. Ổ này thì nhỏ chứ không lớn. Mà bữa nay bắt 4 ổ mà chắc bị tan trộm hết cũng 2-3 ổ vậy đó nha. Cái khu này còn đầu mùa giờ là thấy ăn chưa được 10 lít mặt nữa. Cái miếng đất này thấy mướn nguyên một miếng rồi mua kèo về gác tùm lum hết trơn. Mà đầu mùa giờ ăn chưa được 10 lít mặt nữa thì miếng này năm nay lỗ chắc rồi đó nha. Thì chút nữa bị ăn trộm kiểu sao thì chút mình quay mấy ổ kia cho nhà xem luôn nha. Nha nha, tôi bị ướt rồi thiệt tình chắc. Ướt mấy cái đầu hết rồi. Mưa nữa cái ăn cám luôn. Chút mấy cái đầu, đập mấy cái bọ đầu á. Mưa này cho nên là không có phơi sơ dừa được cả nha. Mấy nay mưa ngang hoài, mặt nó không được chất lượng không. Với lại đập, bắt bằng nhang đập cái đầu này ra đốt này dễ cháy nữa nha. Hồi đó thấy không biết, thấy đốt hoài mà đốt không cháy. Ui. Dương Đức hả? Cái dòng chút xíu nó mình quấn lên cây cái nó dễ. Con này cũng nhỏ chứ không được bự nữa nha. Nhưng nó có mấy cái đầu cây này là mình đốt nhẹ là nó cháy à. Quan kia nè em hỏi xuồng đốt nhang nó ông trên túa ra quýnh muốn chết luôn. Thằng cái chục vít không mới ngồi dưới đây thôi hả, ngồi ở đây thôi, ngồi đốt nhang thôi được rồi đó. Ê, em lên trước rồi, anh mặc áo lên nha. Lên bờ hả, mặc chứ ngồi xuồng mà không được đâu. Lên chỗ gốc cây nè, ngồi đứng lên mặc mới được cái bộ đó. Vô trước thấy đợi anh nha. Ôi ổ này bị trộm rồi luôn rồi. Thiệt tình. Bị trộm luôn anh ơi. Đi đường nào vô đây mới trộm hay chứ trời. Ủa ông này thấy dưỡng đồng mùa tới giờ luôn nha, nó nhỏ xíu à. Thấy dưỡng này cũng bị trộm rồi luôn rồi. Đợi anh lên anh mặc đồ rồi thấy sẽ vô thấy thổi ra cho nhà xem. Ổ này trộm, bị trộm cả lít mặt đó nha. Lên được chưa anh? Nó nhỏ tầm 5-6 tắc rồi. Cái đó anh cởi dép ra. Em không mang dép luôn. Mặt lần cực lắm, chút mặt ra rồi khỏi cởi ra luôn. Còn mấy ổ dưới nữa đó nha. Mình
Mình tưởng đâu ông này trong lùm là nó thoát cả nhà, ai nhà đâu bị trộm hết trọi luôn. Cái gì gác kèo mướn miếng đất gác 3 năm, 1 năm 6 triệu cả nhà. Mướn 3 năm cái hết mười mấy triệu. Rồi tiền cây kèo, rồi tiền đi bỏ công rồi đi gác rồi để cho người ta trộm cả nhà. Thấy vô thấy nói ông kèo bị trộm, mấy anh kia vô chửi nói là cái gì? Đất là sao đó, nói quên rồi. Gọi cho anh. Bật máy quay chưa? Có ông đây nè, ông đi bị trộm rồi, ông hết lần rồi nè. Thấy chưa? Đưa tâm sĩ mặt gì mà có dấu bị trộm nữa nha. Mình sẽ bắt sâu cho nó luôn. Đây nè, dấu cắt nè, từ dưới này nè. Đây là cục mặt lên tút tút trên đây thôi nha, ngay đây nè. Để cắt rồi một lần nha. Giờ bắt sâu cho nó thôi, để lại cho mấy anh ăn trộm mới mốt vô trộm nó nha mấy anh. Hay thì dấu ông mình gác tút trong lùm trong đây luôn đó nha. Rồi để đây đi, cục mặt này tầm hơn xị rồi, để lại cho nó ăn luôn đi. Tới tổ ong thứ hai cái nhà đi. Anh ơi, kéo cái thằng kia lên đi. Vô đó là tới nái với nó luôn đó. Tổ ong này thì bự dữ lắm mà cũng bị trộm rồi luôn đó nha. Để mình lên thấy có mặt luôn thì mình cắt nha. Chứ còn mà mình cắt bỏ ổ ong này luôn thì nó uổng dữ lắm mà tội nghiệp cho mấy ổ ong nữa nha. Chơi trộm nguyên luồng ong thiệt tình. Ai cũng bị trộm đó nha. Làm nghề kẹo ong này thì ai cũng bị trộm. Nè ổ ong chà bá vậy nè. Cắt rồi, cục mặt này cắt cỡ lít ngoài 2 lít nha. Anh lên chưa? Chưa. Bật không? Em có rồi. Có không? Rồi hả? Em lấy rồi. Ồ, nó mạnh hết hồn, nó bay đang xù xù. Rồi, quay đi. Rồi. Quay chưa? Rồi. Bắt cổ ong cực lắm không các bạn. Khô gan quá vậy. Không có mặt luôn. Bự hết hồn không? Mình sửa tàn nó lại cho là mặt nha. Mình cắt cùng mình cùng mặt biết dai nó nha. Dấu này dấu cắt rồi nè. Nè. Trời, có nghề, có nghiệp cũng làm đi ăn chợ mới cấp. Vậy chứ đâu có giàu nổi đâu nha. Nghèo suốt đời. Ở đây luôn. Ê, có mặt. Cũng có mặt đó nha. Nhưng mà mặt lõm nè. Cắt một câu nha.
cho nó làm mạnh mạnh lên. Dọn lên cho có mặt nhiều nhiều mốt mấy anh vô mấy anh ăn trộm nữa. Bữa mình nói lên bị ăn trộm cái mấy anh nói vô bình luận nói Thái vô Thái dàn dựng tụi mày bắt rồi tụi mày vô tụi mày bắt lại nó bị ăn trộm. Thấy không có ở không luôn cả nhà. Kèo mà không có thời gian đi canh mà để bị người ta ăn trộm nữa. Rồi đi ra đây. Một vít. Cút rồi hả? Đạp nó. Con còn nó chùi áo anh rồi. Sao chui được hay vậy? Xích đẳng có ổ nữa. Đẳng coi hình như chắc cũng bị trộm luôn rồi. Có mặt không? Không mặt sữa nó rồi. Đau quá. Ông quýnh lòng bằng giò là đau lắm. Ngọt hả? Áo tôi dễ thở hơn áo này nữa đó. Áo này lưới sẽ thích hơn không? Đi lưới thép. Đau quá. Làm nghề mà cái nào không bị trộm đâu nha. Giờ trộm anh tút ngoài biển mà bị trộm mà nói chi trong bờ. Tới anh ơi, đây nè. Em lên chưa? Rồi bị trộm nữa rồi, thấy dấu cắt bị mà bị cắt nữa rồi nha. Đau quá. Này mặt này không biết lấy gì làm gì luôn nè, nó lỏng nha. Bỏ thì nó uổng. Rồi dấu này cũng cắt cục mặt này còn bự hơn cục mặt nãy nữa. Ổn này thì nhỏ hơn cái nhà nhưng mà cục mặt nó bự hơn. Anh lên không anh? Em lên ổ nữa. Ở dưới còn ổ bự, dưới sát nhà chứ không có bị trộm đâu. Tại dưới gần lỗ xe đó nha. Mặt này từ đây xuống đây nãy giờ nó không làm mặt luôn đó nha. Có bắt sâu nó cái rồi. Ôi, anh ăn trộm nát quá. Quýnh anh hay vậy? Mày dít. Dít kim, dít chích bỏ kim luôn. Bỏ kim mà, quýnh nó bỏ kim. Bắt mang sâu này ra cái này. Hai ba ổ bị trộm đấy nè, còn ổ thứ tư chắc còn nguyên đó nha. Ổ thứ tư nó gần lộ xe cho nên không có bị mất đâu. Lâu 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 đi từ Sài Gòn đi xuống đây đi trải nghiệm mà gì chán à. Gỡ kim hay chưa? Gỡ đi.
Ôi, đó ổ cuối cùng đó nhà ơi. Cuối cùng ổ cặp mấy lộ này thì còn ổ này mình cắt được một lần. Được một lần cách đây cả tháng đó nè, mình không vô nữa. Được rồi mình vô mình tính bắt mấy ổ kia, mà vô coi mấy ổ kia bị ăn trộm rồi xong cái mình đi ra luôn, mình không có bắt. Ăn trộm mình nó vô ăn trộm đợt 2, đợt 3 luôn đó nha, mới ghê. Ừ, thấy ổ chưa? Hả? Bên tay phải anh á. Vô lộn đường rồi đó. Cũng có mặt anh đó nha. Ê, quá hung dữ anh ơi. Có mặt luôn trời. Còn cục mặt chứ mình lấy của nó luôn á nha, cho nó làm mặt vậy, rửa tàn nó lại. Sâu không? Bắt sâu nó trước. Sâu cỡ này ít mặt quá à. Chỗ miếng tàn nhỏ nha, vừa cho ông nó nở lên cho nó mạnh đàn nha. Rồi anh bơi xích tới đi, chưa cái lái xuống cho anh xuống. Dắt nhóc quá trời nha, dắt nè. Đen con nữa nè. Nó nha. Đen con nữa nè. Chờ bên đây hai con nữa nè. Ba con luôn nha ơi. Quá trời dắt rồi. Nó nè. Con nữa nè. Anh bị dắt không? Hả? Quá trời luôn. Anh dò dò nó, anh búng nó mới rớt ra chứ anh sẽ ấy không ra đâu. Rồi đi ra cái nha. Ôi.
rồi thấy cũng xin tạm biệt video ở đây cả nhà luôn cả nhà. Chúc cả nhà buổi xem video vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình luôn cả nhà. Video này là không có mặt luôn cả nhà. Quá trời mấy anh ăn trộm. Nó kêu thằng ăn trộm luôn. Tuyệt tình.